chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ ghé một quán bán một cái món nước mà theo như là rất là nhiều bạn ưa thích. Đó là cái món sữa tươi trân châu đường đen. Đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà ha về cái chỗ bán mới này, vừa mới xuất hiện tại thành phố Vĩnh Long. Nhưng mà chỗ bán này là chuyên về cái món sữa tươi trân châu đường đen. Ngoài ra là hình như là còn những cái món khác nữa cũng liên quan tới đường đen nữa đó. Nói chung là mình thấy đó là một cái điểm đặc biệt, đặc trưng của quán này, mà không biết là bữa nay hay ngày mai mới khai trương nữa. Thì bây giờ mình sẽ lại đó cùng với cả nhà ha. Nếu mà có dịp thì chúng ta sẽ dùng thử hết những cái món ở trong quán ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ qua quán thôi. Cái quán mà sữa tươi trân châu đường đen hôm nay mà mình muốn giới thiệu với cả nhà nằm trên đoạn đường Nguyễn Văn Thiện, phường 4, thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Tại là bây giờ là mấy giờ? Hiện tại bây giờ là 15 giờ chiều rồi cả nhà. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2020. Bây giờ trưa mà khát nước, mà có một ly nước uống chắc là dễ khát lắm phải không cả nhà? Rồi, cả nhà có thể thấy được ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ nè. Cái chỗ mà đường Nguyễn Quang Thiệt giao với đường Trần Đại Nghĩa nè, thì chúng ta sẽ thấy một quán đây. Rồi, vậy là chúng ta có thể thấy được nha cả nhà. Ngày khai trương là ngày 25 tháng 10 năm 2020. Mua 2 tặng 1. Thì cái chỗ mà sữa tươi trân châu đường đen nè cả nhà, thì nằm ngay đèn xanh đèn đỏ giữa giao đường Nguyễn Văn Thiệt và đường Trần Đại Nghĩa đó cả nhà. Và bây giờ để mình xem coi quán đã có mở chưa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào quán Du Ha nha cả nhà. Thì quán Du Ha nằm tại địa chỉ số 33 đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Ở đây mình thấy có bảng khai trương nha cả nhà. Vào ngày mai 25 tháng 10 năm 2020 với là mua 2 tặng 1. Wow, một chương trình là cực kỳ hấp dẫn luôn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ vào thôi nha. Hello, xin chào mấy em. Em có thể cho anh mượn menu được không ạ? Menu của mình ở đây. Đây cả nhà. Đây là menu của quán Du Ha nha. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là có 4 loại nè. Cái hình như là cái món đặc biệt nhất là sẽ được in to nhất cả nhà. Đó là món sữa tươi trân châu đường đen. Wow, rất là bất ngờ luôn cả nhà. Mặc dù là quán mới khai trương nhưng mà bán cái món này giá rất là tốt luôn, chỉ có 20.000 thôi. Ngoài ra thì chúng ta có cái món, cái loại đó là matcha trân châu đường đen ha. Cái loại này thì được mix thêm vị matcha vào, giá là 25, giá quá là tốt luôn. Kèm theo đó, đây là tín đồ của những bạn mà thích béo nè, thích thơm, sô-cô-la, trân châu, đường đen, 25.000. Ngoài ra bên cạnh đó thì chúng ta còn có trà đào Du Ha nữa cả nhà, giá 22.000. Vậy là menu này là chỗ Du Ha mình bán 4 loại này em. Dạ đúng rồi, chủ lực của mình là 4 loại chuyên dùng sữa tươi. Chuyên dùng sữa tươi. Vậy thì bây giờ em sẽ bán cho anh một ly sữa tươi trân châu đường đen nha. Dạ. Nhưng mà hình như là vào ngày mai là cửa hàng của em mới khai trương đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, em bán cho anh một ly ha. Dạ. Vậy là coi như là anh là vị khách may mắn đầu tiên đúng không? Dạ. Ok. Mình có để đá không anh? Cho anh để đá chung ha. Dạ. Rồi. Một ly sữa tươi của mình 20.000. Rồi. Để anh gửi cho cả nhà. Ở đây mình thấy có một cái điểm đặc biệt ở tại quán Du Ha á. Sữa tươi trân châu đường đen, ở đây mình thấy ở đây có hai cái đồ hấp này nè, để mình xem, hình như là cái đồ hấp trân châu đó cả nhà, mời cả nhà xem nha. Ở đây thì như chia sẻ của anh chủ á, là trân châu sẽ được hấp vào trong hai cái nồi này để trân châu sẽ đạt một cái độ nở nhất định, sau đó là nó sẽ có một cái độ mềm, cái độ dai luôn luôn được giữ ấm. Đó là cái điểm mà gần như mình thấy là rất là khác biệt so với những cái chỗ khác mà mình đã từng thấy. Ngoài ra thì cái máy bên đây là máy kem sữa gì đó. Đó. Cái chỗ sữa tươi Du Ha rất là hay luôn cả nhà. Thì chắc chắn là
mình bảo làm với cái nhà là cái ly sữa tươi trân châu đường đen, nó sẽ rất là ngon và hấp dẫn. Đây đây, sau khoảng một thời gian thì rất là ngắn thôi, thì em ấy đã order cho mình một ly sữa tươi trân châu đường đen rồi nè cả nhà. Cái ly sữa tươi này nó rất là to nha cả nhà, cái dung tích cái ly này là khoảng 750ml đó. Đó, cả nhà nhìn thấy màu, từng màu sắc này đúng không, màu trắng, màu vàng, màu đen, và nó là cực kỳ hấp dẫn luôn á. Giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha ly sữa tươi này để xem cái mùi vị, hương vị ra sao nha. Khi cái nhà cầm vào á, là cái nhà cầm cái phần ở dưới mà trân châu này á, thì cái nhà sẽ thấy có một cái độ nóng âm ấm nhất định, đó là cái điểm đặc biệt mà luôn giữ cho cái trân châu cái độ ngon. Rồi chúng ta dùng thôi. Ở trong khoảng thời gian mình đang quay review cho cái nhà nè, thì có một cái anh khách nó cũng mới vào mua thôi. Chào em. Đó. Dạ. À, em cũng mới vào đây mua một ly sữa tươi trân châu đường đen đúng không? Dạ. À. Cái này là lần đầu tiên em được uống một cái ly sữa tươi trân châu đường đen mà nó không giống với bất cứ cái ly nào mà em được uống trước đây đó. À, đó là cái điểm đặc biệt đầu tiên. Dạ. Tại vì ra những cái nơi cái em muốn á thì em nghe rõ cái mùi sữa tươi, cái đường đen nó rất là nồng. À. Bây giờ nó không có cái gì đó, nó kết hợp với nhau được hết. À. Kết hợp với nhau rất là tốt và cái wow. Rất là ok. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây là một bạn reviewer mày cũng vào uống chung với mình đó cả nhà. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Kỳ này tới mình thưởng thức thôi. Đó, để như anh chủ tư vấn với mình đó cả nhà, để chân ly chân châu sữa tươi này có một cái độ ngon nhất định đó, thì chúng ta sẽ lắc đều bằng cách như thế này nè. Chúng ta úp ngược lại, sau đó chúng ta đó lắc cho nó đều như thế này. Thì hiện tại mình đang nhờ em nhân viên của quán đó, dạng cũng là một hot girl đó cả nhà. Cả nhà có muốn xin info thì cả nhà hãy comment vào bài viết nha. Đó. Rồi. Vậy là theo em ấy là đã lắc là đủ rồi đó cả nhà. Chúng ta sẽ xem nha. Du ha. Đây là một cái sự lựa chọn mới ở tại thành phố Vĩnh Long đối với cái món sữa tươi trân châu đường đen nha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi. Cả nhà thấy trân châu không? Rồi cả nhà. Sau khi mà mình đã giới thiệu chi tiết với cả nhà về chỗ sữa tươi trân châu đường đen đó, thì mình đã mua một cái ly rồi. Giá chỉ 20 ngàn thôi cả nhà. Nhà nhìn nè, ly rất là to đó, như mình đã giới thiệu với cả nhà ha, rất là nhiều luôn, nhìn màu sắc nó rất là hấp dẫn đúng không ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ha, cái hương vị của cái ly sữa tươi trân châu du ha là như thế nào nha. Cái cảm nhận đầu tiên của mình á là mình uống thử trước cái phần sữa tươi và cái phần kem sữa hòa quyện ở trong cái ly mà du ha này cả nhà, là cái mùi vị ha, cái độ béo của nó rất là đậm đà luôn cả nhà. Thì cả nhà hay uống mà sữa ở trong bịch rồi đó, nhưng mà cái độ béo nó lại không có được béo bằng với cái món sữa tươi này luôn, là cái cảm nhận đầu tiên của mình ha, vừa béo vừa thơm. Bây giờ mình sẽ thử tới cái phần mà đường đen và trân châu nha. Đó, ghim sâu xuống một tí nè. Cả nhà ơi, cái trân châu này á, thật sự á là anh chủ rất là khéo léo luôn, sử dụng cái máy mà làm ấm á, đối với trân châu mà sản xuất tại chỗ á, để giữ một cái độ dẻo, cái độ dai và nhất là cái độ ngọt của nó rất là vừa phải, nó không có quá ngọt, không gây cái cảm giác ngấy cho cả nhà, mà nó có một cái độ thanh, ngọt thanh lắm cả nhà, ngoài ra cái độ dẻo nè. Đúng là thật sự nào giờ mình chưa bao giờ mà mình thử cái trân châu đường đen nào mà nó dẻo như vậy luôn á. Rất là tuyệt vời cả nhà. Đối với một cái sự lựa chọn sữa tươi trân châu đường đen mà chỉ có giá 20.000 đồng mà tại ngay cái quán mới khai trương nữa, mà cả nhà mua là được khuyến mãi nữa, thì mình thấy đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý tại phố Vĩnh Long nha. Nếu mà sau này cả nhà có muốn uống cái món mà sữa tươi trân châu đường đen, hay là matcha trân châu đường đen, hay là sô cô la trân châu đường đen, ngoài ra
còn một món là trà đào nữa với thương hiệu là Yuha. Thì cả nhà hãy ghé thử nha, số 33 đường Nguyễn Quang Thiện, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Đây là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho những ai fan tín đồ món sữa tươi trân châu rền đen nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sắp nhất. Chào tạm biệt cả nhà.